anh chị em cô giáo và là được mùa Giáng sinh về với chúng ta và chúng ta sống một nhiều rồi Chúa nhập thể làm người không chỉ là ở trang trí bên ngoài mà chúng ta sống lại chính Chúa đã làm con người thật để ở với chúng ta. Và đêm hôm nay, lúc này đây, chúng ta sẽ sống lại cái chặng đường với sự cứu độ từ Adam Eva cho đến khi mà Chúa sinh ra ở trong hang đá bán cỏ. Chính vì lẽ đó, giờ đây tôi xin được khai mạc đêm canh thức với chủ đề năm nay, đó là các Kitô hữu tham gia vào đời sống giáo hội. Giờ đây xin kính mời anh chị em đứng, chúng ta bắt đầu khai mạc giờ canh thức bằng kinh Chúa Thánh Thần. Bóng trống rỗng, bóng tối bao trùm mặt đất, vũ trụ chưa được tạo thành. Ngài dựng nên vũ trụ bao la với muôn ngàn tinh tú, cùng muôn loài muôn vật. Thiên Chúa đã cưu mang con người trong cung lòng yêu thương, và Ngài đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa giao cho con người giữ gìn và làm cho vũ trụ thêm tươi đẹp theo thánh ý Ngài. Thế nhưng, con người nghe theo lời xúi dục của ma quỷ, đã sa ngã phạm tội, nên bị Thiên Chúa tước mất mọi ân sủng và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Adam ơi, đợi em với. Em mới khám phá một điều rất hay. Bí mật đó nha. Chuyện gì thế? Anh ăn thử trái này đi, ngon lắm. Ăn rồi chúng ta sẽ được bằng Thiên Chúa. Đừng ăn Eva. Sao em lại hái chứ biết làm biết giữ? Được khôn ngoan thông minh bằng Thiên Chúa thì có gì xấu đâu chứ. Thôi mà, thôi ăn đi, ngon lắm, ăn thử một miếng thôi. Không, đừng. Em ăn rồi nè, có sao đâu, ăn đi. Nếu có chết thì chết cả hai. Anh để em chết một mình sao? Thiên Chúa trong gió êm lời ta hiền.
em, giữa một bên là lời yêu thương nhắn nhủ của Thiên Chúa. Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn. Nhưng trái cây cho biết điều thiệt, điều ác, thì ngươi không được ăn. Vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Còn bên kia là lời xả tuyệt như vô của tên cám dỗ. Các ngươi cứ ăn đi. Thiên Chúa cấm, vì người biết ngày nào các ngươi ăn, các ngươi sẽ được nên những vị thần biết thiệt, biết ác. Các ngươi cứ ăn, không chết chắc gì đâu. Gia đình đầu tiên trong nhân loại đã đánh đổi chính lời của Thiên Chúa để chọn theo lời xảo quyệt của kẻ cám dỗ, đã không đi theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa, đánh mất hạnh phúc vĩnh cửu ngay tại vườn địa đàng. Nhưng Thiên Chúa là tình yêu vượt trên tội lỗi, trên mọi bất xứng của con người. Ngay sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã ban lời hứa cứu độ. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắm vào gót nó. Chúa yêu thương cha, người sẽ cho cha sống lâu như Adam ngày xưa. Con hãy tưởng nhớ Đức Chúa Trời mỗi ngày. Đừng có phạm tội, đừng làm điều gì trái mệnh lệnh của người. Đối với ai nghèo khổ, con hãy bố thí cho họ tùy theo những gì con có. Cha yên tâm, con sẽ làm và sống thật tốt như cha đã dạy. Bốn năm trời ròng rã, Tobia đi khắp đó đây tìm đủ mọi thứ thuốc để chạy chữa cho cha, nhưng vẫn không có kết quả gì. Ông Tobit vẫn phải sống trong tối tăm. Gia đình thật sự rơi vào cảnh túng quẫn đường cùng. Một hôm sau khi cầu nguyện, Tobit sực nhớ tới 300 ký bạc ông đã gửi cho người họ hàng là ông Gabaen ở Medi. Ông sai Tobia đi đến Medi, một nơi rất xa, để xin lại số bạc này về lo cho gia đình. Thế là Tobia cùng với người bạn là Araria lên đường đi Medi. Trên đường đi, người bạn đường là anh Azaria đã chỉ cho Tobia bắt cá, lấy tim, gan và mật làm thuốc chữa sáng mắt cho ông Tobit. Cũng thuốc này đem khói sẽ tránh được mọi ám khí, quỷ dữ hay ác thần. Đi mấy ngày đàn thì họ tới Medi, dự định trọ nhà ông Raguen. Anh Adaria kể chuyện cho Tobia nghe về người con gái của ông Raguen là cô Sara. Tobia biết không, cô Sara là một thiếu nữ xinh đẹp, khôn ngoan và can đảm. Em là người họ hàng gần nhất của Sara, cho nên em có quyền cưới Sara làm vợ. Em nghe nói cô đã được gả cho 7 người đàn ông rồi, và họ đều chết trong đêm tân hôn. Đúng vậy Tobia, nếu em lấy Sara làm vợ và làm theo sự hướng dẫn của anh, thì Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho cuộc hôn nhân này. Vậy xin anh giới thiệu em cho gia đình Sara. Em nhớ, trước khi bước vào đêm tân hôn, em hãy lấy thuốc hôn khói, sau đó cả hai cùng cùng. Họ đã vào nhà ông Raguen và gặp Sara. Mọi sự đều diễn ra tốt đẹp như dự tính. Mấy ngày sau, hôn lễ của Tobia và Sara được tổ chức. Cảnh 2, đám cưới Tobia và Sara. Yo. Chúc mừng nha. Xin chú chúc mừng cho cô dâu chú rể. Chúc mừng cô dâu chú rể nha. Anh chị đẹp đôi quá. Cảm ơn. Chúc mừng cô dâu xinh đẹp quá. Chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn. Chúc mừng sự tốt lành. Chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng nha. Thôi chúng tôi ra về. Chúc mừng sự tốt lành nha. Chúc mừng sự may lành. Anh ta không biết số phận của 7 người kia.
vì Ngài đã cho chúng ta được nên duyên vợ chồng. Dạ. Lạy Thiên Chúa của Tổ tiên chúng con, xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời. Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời. Chính Chúa đã dựng nên ông Adam, dựng nên cho ông một người trợ thủ và nâng đỡ là bà Eva, vợ ông. Và loài người đã sinh ra từ hai ông bà. Chính Chúa đã nói, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một người trợ thủ giống như nó. Vì ở đây không phải vì lòng dục mà con lấy em con đây, nhưng vì lòng chân thành, xin Chúa đã thương con và em con, cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già. Amen. Thiên Chúa đã chúc phúc cho tình yêu của Tobia và Sarah. Sau hôn lễ, họ đi đến nhà ông Gabaen nhận lại 300 lượng bạc rồi trở về quê. Bà dẫn tôi ra trước nhà ngồi đợi thằng Tobia về. Ngày nào ông cũng ra đây ngồi chờ. Nó có về đâu? Xong việc nó sẽ về. Bà đừng có lo. Không lo sao được, biết con mình sống chết ra sao. Mà ông nè, nó chẳng phải là nơi nương tựa cho chúng ta, chẳng quấn quýt bên chúng ta đó sao? Nó sẽ trở về bình an, có thiên thần bản mệnh cùng đi với nó mà. Tiền rừng đặc bể nghĩa lý gì đâu, sánh với mạng sống của con chúng ta. Đức Chúa đã cho chúng ta được sống, chừng đó là đủ rồi. Mẹ, con, cha, con về với cha mẹ nè. Con có thuốc chữa cho cha rồi. À, cha, xót quá. Cha thấy rồi. Tobia. Dạ, không cháu. Dạ, con đây. Đúng rồi, Tobia. Cha thấy rõ con rồi. Con đấy là ai? Dạ, con quên. Dạ, đây là vợ con, Sarah vợ con. Con của bác Raguen, người họ hàng với chúng ta. Dạ, con là Sarah. Xin cha mẹ nhận con làm con của cha mẹ. Xin cho con được phụng dưỡng cha mẹ đến hết cuộc đời. Con là con của cha mẹ. Con hãy ở lại đây với cha mẹ. Thôi, cả nhà vào ăn cơm tối. Nhờ niềm tin và sức mạnh của lời cầu nguyện, Sarah và Tobia nên vợ nên chồng. Ông Tobit được sáng mắt và gia đình Tobia đoàn tụ, hạnh phúc sung túc. Chính lúc này họ mới biết người bạn đường Ajaria chính là sứ thần Raphael, Thiên Chúa sai đến để hướng dẫn, chỉ đường và chữa lành cho họ. Luôn sẵn sàng đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta cùng chiêm ngắm lời xin vâng đẹp người của mẹ Maria, mẫu hương của những người mẹ. Oh,
đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đức Chúa. Giuse à, Đức Chúa đã thực hiện lời hứa ban đấng cứu độ cho dân Ngài. Thiên sứ đã đến nói với em rằng em sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, con trẻ sẽ là đấng tối cao. Gì cơ? Thụ thai? Thiên sứ sao? Vâng, em hỏi Ngài rằng làm sao điều đó có thể xảy ra được, vì tôi không biết đến người nam. Ngài nói quyền năng Chúa Thánh Thần sẽ lập bóng trên em, và đối với Thiên Chúa không có gì là không thể. Điều gì xảy ra vậy Maria? Anh không hiểu. Không, không, anh nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Có lẽ vậy. Giuse à, đó là sự thật. Được rồi, anh tên là Maria, nhưng thực sự điều này là quá sức đối với anh. Anh không chịu nổi. Anh xin lỗi.
chữa trị, chuyên kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. Ai nấy hãy lo về nguyên quán mà khai tên tuổi. Hey!
gia, chúng ta càng học được cách dành thời gian chia sẻ, đối thoại với tha nhân, học được cách khiêm tốn lắng nghe, cũng như can đảm phát biểu, và nhất là học được cách hoán cải và thay đổi. Nhờ đó, giữa lòng một giáo hội hiệp hành, chúng ta cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi được hiện hữu, khi dấn thân phục vụ, hy sinh trong quảng đại và thầm lặng. Để anh em linh mục, hãy thức chức tư tế thừa tác mà mình được lãnh nhận là để phục vụ chức tư tế cộng đồng do bí tích rửa tội. Cả hai chức tư tế theo cách thức riêng của mình đều tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Do đó, các chủ chăn có chức thánh phải nhìn nhận và phát huy phẩm giá và trách nhiệm của giáo dân trong giáo hội. Bên cạnh đó, anh em hãy tổ chức những lớp đào tạo giáo dân, giúp họ hiểu đúng về vai trò, bổn phận, ơn gọi và sứ mạng của họ trong giáo hội. Tại giáo xứ, anh em linh mục và tu sĩ không được kiêm nhiệm hết mọi việc thay thế giáo dân, nhưng hướng dẫn và đồng hành để giúp họ chu toàn với chức năng của bí tích thanh tẩy. Hãy anh chị em tu sĩ là những người đang sống theo ba lời khuyên phúc âm như dấu chỉ sự hiện diện của nước trời dù trần gian, đồng thời dấn thân vào mọi môi trường của xã hội như muối và ánh sáng giữa đời. Anh chị em hãy sống đúng và phát huy đặc sủng của mình, đồng thời cộng tác với các linh mục, củng cố đời sống đức tin nơi các tín hữu và tích cực dấn thân trong những hoạt động bác ái và xã hội như chúng ta đang làm, góp phần làm sáng tỏ hình ảnh Đức Kitô trong xã hội hôm nay. Hãy anh chị em giáo dân hãy tích cực về sứ mạng và vai trò của mình trong giáo hội. Nhờ bí tích rửa tội, anh chị em là những người đồng trách nhiệm với tất cả các linh mục và tu sĩ nam nữ đối với sứ mệnh của giáo hội. Do đó, hãy nhiệt thành tham gia và cộng tác chặt chẽ với các linh mục để xây dựng giáo hội và thực thi sứ mạng làm chứng cho Chúa ở giữa đời. Hãy anh chị em thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ, hiền mẫu, gia trưởng, giáo lý viên, huynh trưởng. Anh chị em là những người được mời gọi tín nhiệm và trao một trọng trách quan trọng. Anh chị em cũng cần có một đời sống nội tâm và học hội giáo huấn của giáo hội để tham gia các sinh hoạt với tinh thần siêu nhiên, tích cực nhiệt thành và vẫn luôn hiệp thông hài hòa với các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn để xây dựng giáo xứ ngày một phát triển trong tình yêu và hiệp thông.
trẻ và lòng nhiệt huyết dẫn thân vào đời. Tuổi trẻ ta đi muôn nơi hiệp thành cùng với giáo hội để tình yêu tỏa lan khắp nơi trên trần gian. Ngoại biên